Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chương 6 với phần GLCD. Thì ở phần trước chúng ta đã thực hành LCD, bây giờ chúng ta sẽ nói về GLCD. Thì nội dung học gồm có 3 phần, thứ nhất là lý thuyết về GLCD, sau đó các bài thực hành và kết hợp nhiều module cùng với GLCD. Rồi thì chúng ta sẽ đi vào phần thứ nhất là giới thiệu GLCD. Thì GLCD có chức năng giống như LCD và nó có thêm một cái khả năng là có thể hiển thị được hình ảnh. Và GLCD được phân biệt theo kích thước điểm ảnh. Và GLCD trong cái kit thực hành thì có 64 x 128, có nghĩa rằng nó có 64 điểm ảnh theo cột và 128 điểm ảnh theo hàng. Thì đây là hình ảnh của GLCD. Và bên đây là sơ đồ chân, tên các chân của GLCD. Và bây giờ chúng ta sẽ sang phần sơ đồ chân của GLCD. Thì sơ đồ chân của GLCD thì đây cũng là GLCD và bên dưới là các cái chân của GLCD, có từ chân số 1 đến chân số 20 và tính từ bên tay phải tính sang bên tay trái và bố trí chân nằm ở bên dưới. Còn riêng LCD thì có 16 chân, bố trí chân lại nằm bên trên và từ chân số 1 đến chân thứ 16 từ bên trái tính sang bên phải. Và các bạn phải để ý để khi các bạn layout mạch in thì bạn phải bố trí cho nó đúng. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết của sơ đồ kết nối chân. Thì chân số 1 là chân VSS và chân này thì nối mat. Và trong cái hình vẽ này thì cái việc sắp xếp các thứ tự chân tôi đã sắp xếp cho nó phù hợp với cái sơ đồ nguyên lý để dễ vẽ, dễ nhận. Chứ còn theo thứ tự từ 1 đến 20 thì cái hình vẽ nó phức tạp hơn. Như vậy tôi đã di dời các cái chân để cho nó phù hợp. Chính vì thế chân số 1 nằm ở đây nối mat. Chân số 2 nối với nguồn VDD là 5V, là VCC 5V hoặc là VDD. Chân số 3 là chân chỉnh điện áp contrast, có tên là V-adjust. Và chân này sẽ nối đến chân giữa có biến trở 10kg. Và một chân có biến trở nối mat, chân còn lại nối với chân ngõ ra, điện áp ngõ ra chân thứ 18 của GLCD. Và nếu bạn là người tự lắp ráp thì bạn phải chỉnh cái biến trở cho đến khi thấy được ký tự hoặc hình ảnh trên GLCD. Còn đối với bộ thí nghiệm thì đã được hiệu chỉnh sẵn. Hai chân tiếp theo đó là BNLA và BNLK là backline. Và A là anode và cathode. Thì chân anode cùng nối với nguồn VCC đã sẵn sàng. Chân cathode thì nối với mat thông qua một con trăng to. Như vậy con trăng to này mà dẫn thì dòng mới về mat và đèn backline mới sáng. Còn trang to này tắt thì đèn mới lại tắt. Và như vậy thì từ trước đến nay chúng ta chưa dùng đến GLCD thì trang to đang ở chế độ tắt. Và chúng ta thấy đèn GLCD không có sáng. Và khi chúng ta thực hành thì chúng ta sẽ cho trang to dẫn thì GLCD đèn nền sẽ sáng lên. Và nó được điều khiển bởi cái chân thứ 10A13 của con MBI 5026. Rồi, ta đến ba cái tín hiệu tiếp theo là RS, RV và E. Thì ba cái chân này nó giống như ba cái chân của LCD, vai trò và chức năng giống như vậy, cho nên chúng ta không cần phải bàn luận nhiều. Ngoài ra thì ba cái chân này còn có một thêm một cái chức năng là cho phép theo giao tiếp theo chuẩn nối tiếp SPI. SPI thì nó có ba cái tín hiệu, đó là xung CK, chân SDO và SDI. Và để chọn lựa cái chuẩn giao tiếp SPI hay là chuẩn giao tiếp song song thì đó là cái tín hiệu BSB sẽ quyết định. Tiếp theo là các chân truyền dữ liệu D0 đến D7 giao tiếp theo chuẩn song song. Đây là từ D0 đến D7 giao tiếp theo chuẩn song song. Và trong hình này thì lấy AO0 đến AO7 giao tiếp. Và như vậy thì phần vừa rồi đã trình bày xong cái phần giao tiếp giữa LCD với con MBI 5026 cũng như chức năng các chân. Và trong đó chúng ta thấy có một cái chân reset nữa được nối với một cái tụ điện và một con điện trở để reset con vi điều khiển bên MBI. Rồi thì chúng ta xem có gì thắc mắc thì chúng ta trao đổi, nếu không thì chúng ta sẽ tiếp tục nghiên cứu con vi điều khiển MBI LCD đó là ST7920. Thì cũng giống như con vi điều khiển của LCD thì GLCD nó cũng có một con vi điều khiển ở bên dưới và con vi điều khiển này có tên là ST7920 để mà điều khiển toàn bộ cái hoạt động của cái màn hình GLCD và nó nằm mặt dưới của cái GLCD như chúng ta nhìn thấy ở đây.
Rồi thì chúng ta có sơ đồ khối của con MBA, của con ST7920. Đây là toàn bộ sơ đồ khối. Bây giờ chúng ta sẽ đi nghiên cứu các khối. Thì các cái khối bao gồm, thì khối đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy là khối thanh ghi lệnh và instruction register, và thanh ghi lệnh và thanh ghi dữ liệu data register. Thì hai cái thanh ghi này, một cái dùng để quản lý lệnh gửi đến và một cái dùng để quản lý dữ liệu liên quan đến các vùng nhớ. Rồi thì chúng ta sẽ đi nghiên cứu các khối tiếp theo quan trọng. Và khối đầu tiên chúng ta sẽ nghiên cứu đó là khối DDRAM. Khối DDRAM này thì gồm có 60 ô nhớ và mỗi ô nhớ là 16 bit. Thì khối DDRAM này nó giống như khối DDRAM của LCD. Vùng nhớ tiếp theo đó là vùng nhớ CGROM. Vùng nhớ này chứa các cái ký tự tạo sẵn, giống như là CGROM của LCD chứa bảng mã ASCII. Và vùng nhớ CGRAM là vùng nhớ chứa các ký tự tự tạo và có chức năng cũng giống như là CGRAM của LCD. Vùng nhớ HCGROM, và chữ CGROM thì giống như hồi nãy chữ H là half, là một nửa. Vùng nhớ này chứa các cái ký tự mà kích thước đã giảm đi một nửa. Kích thước bình thường là 16 x 16 và kích thước giảm đi một nửa còn lại là 8 x 16. Vùng nhớ GDRAM là vùng nhớ chứa các dữ liệu để hiển thị hình ảnh. Tức là bạn muốn hiển thị hình ảnh thì bạn phải gửi các mã nhị phân của hình ảnh đó vào cái vùng nhớ GDRAM. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về các cái chế độ giao tiếp. Thì con IC7920 nó có ba hỗ trợ ba cái chế độ giao tiếp với vi điều khiển ở bên ngoài. Thì chế độ giao tiếp thứ nhất là chế độ giao tiếp song song, và trong chế độ giao tiếp song song này thì có hai chế độ giao tiếp 8 bit và 4 bit. Chế độ giao tiếp thứ ba đó là giao tiếp đồng bộ nối tiếp SPI, và hồi nãy chúng ta đã đề cập đến ba cái chân điều khiển là RS, RV kép và E. Khi giao tiếp đồng bộ thì ba chân đó sẽ là đóng vai trò giao tiếp SPI. Rồi thì hồi nãy có nói về tín hiệu BASP, tín hiệu này bằng 1 thì nó sẽ chọn cái chế độ giao tiếp là song song, và nếu nó bằng 0 thì nó chọn chế độ giao tiếp là SPI. Còn ở chế độ giao tiếp song song 8 bit hay là 4 bit thì phụ thuộc vào cái bit data length nằm trong lệnh function set, giống như là chúng ta đã trình bày ở phần LCD. Hai cái thanh ghi hồi nãy đã đề cập đó là thanh ghi data register và instruction register, nó dùng để quản lý các cái vùng nhớ cũng như các lệnh. Thì thanh ghi dữ liệu dùng để truy xuất các vùng nhớ DDRAM, CGRAM, GDRAM và ERAM. Và nó liên quan đến cái con trỏ quản lý địa chỉ. Còn thanh ghi lệnh thì dùng để lưu trữ lệnh từ MCU gửi đến con vi điều khiển ST7920. Và bây giờ chúng ta sẽ nói về các vùng nhớ. Hồi nãy chúng ta chỉ giới thiệu, bây giờ chúng ta nói chi tiết hơn. Thì các cái vùng nhớ CGROM thường thường là chứa các cái phong ký tự đã tạo sẵn có kích thước là 16 x 16. Còn vùng nhớ HCGROM thì chứa các phong ký tự cũng đã tạo sẵn với kích thước là 8 x 16. Và trong cái vùng nhớ CGROM này thì có tới 18.192 ký tự kích thước là 16 x 16 và 126 ký tự 8 x 16, tức là bao gồm luôn cả HCGROM. Và vùng nhớ này hỗ trợ các ký tự tiếng Anh và tiếng Trung Quốc. Và để hiển thị một cái ký tự trong cái vùng nhớ HCGROM hoặc là HCGROM thì chúng ta phải ghi 2-3 liên tiếp để hiển thị một ký tự 16 x 16 hoặc hai ký tự 8 x 16. Có nghĩa là nếu bạn muốn hiển thị kích thước ký tự 16 x 16 thì bạn chỉ hiển thị một ký tự, còn nếu mà bạn chọn chế độ không giảm đi một nữa thì bạn có thể hiển thị được hai ký tự cùng một lúc, không phải cùng một lúc mà là ở hai vị trí liên tiếp. Và muốn hiển thị ký tự thì bạn phải ghi các cái mã tương ứng vào cái vùng nhớ DDRAM, thì khi đó con vi điều khiển sẽ ánh xạ vào vùng nhớ CGROM và lấy các cái mã đó ký tự hiển thị trên cái bảng điều khiển panel của LCD, giống như chúng ta đã giải thích ở bên LCD. Rồi bây giờ chúng ta sẽ nói về vùng nhớ CGRAM. Thì vùng nhớ này dùng để chứa các cái ký tự tự tạo mong muốn. Vùng nhớ DDRAM. Thì vùng nhớ DDRAM thì vùng nhớ này có thể chứa 16 ký tự có kích thước
16 x 16 cho một hàng. Hoặc nếu là chọn phông chữ 8 x 16 thì mỗi một hàng như vậy chứa được 32 ký tự, và con LCD của chúng ta có thể chứa được tới 4 hàng. Và khi chúng ta ghi dữ liệu vào cái vùng nhớ DDRAM này thì cái mã đó nó sẽ trỏ đến cái vùng nhớ CGROM hoặc HCGROM hoặc CGROM để mà nó ánh xạ và lấy mã đem ra hiển thị trên panel LCD. Và nếu bạn hiển thị các cái ký tự trong vùng nhớ HCGROM thì cái phông sẽ giảm đi một nửa. Còn ở vùng nhớ CGROM là vùng nhớ mà do người dùng định nghĩa, kích thước cũng là 16 x 16. Và đối với vùng nhớ CGROM thì cái phông ký tự cũng là 16 x 16. Đối với khi mà bạn dùng vùng nhớ CGROM thì vùng nhớ CGROM đó chứa được tối đa là 4 ký tự tự tạo, có phông là 10, có kích thước cho mỗi ký tự là 16 x 16. Và khi đó thì bạn sẽ có 4 mã tương ứng là 0000, 0002, 0004 và cuối cùng là 0006, tức là 4 ký tự tương ứng với 4 địa chỉ chặn. Và nếu bạn muốn hiển thị các ký tự thuộc cái vùng nhớ HCGROM thì bạn sẽ ghi các cái mã có giá trị từ 02 đến 7F. Còn cái vùng nhớ CGROM thì bạn sẽ lưu các ký tự tùy theo phông chữ từ A140 cho đến D75F. Tương ứng với cái phông chữ nằm ở bit 5 và tương tự A1, A0 đến F7, FF tương ứng cho phông GB. Để hiển thị phông HCGROM thì ghi 2 byte vào vùng nhớ DDRAM để hiển thị 2 ký tự kích thước nhân có kích thước là 8 x 16. Một byte tượng trưng cho một ký tự, 2 byte là 2 ký tự. Và cái mã của nó phải nằm trong khoảng từ 02 đến 7F. Để hiển thị ký tự trong vùng nhớ CGROM thì bạn cũng phải ghi 2 byte. Đây, và 2 byte như đã nói hồi nãy từ 0000 đến 0006. Còn CGROM thì mới vừa đề cập. Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ nói về chi tiết hơn về vùng nhớ CGROM. Hồi nãy cũng đã đề cập nhưng mà chưa chi tiết. Bây giờ chúng ta sẽ đề cập chi tiết hơn. Thì đây là cái vùng nhớ CGROM. Vùng nhớ CGROM thì có địa chỉ là 6 bit từ B0 đến B5 như trong hình này. Và trong đó thì 4 bit thấp từ B0 đến B3. B0, B3 để làm gì? Để định địa chỉ cho 16 hàng của ký tự tự tạo. Một ký tự tự tạo bây giờ gồm có 16 hàng và 16 cột. 16 hàng, 16 cột. Như vậy thì 4 bit này dùng để định địa chỉ phân biệt 16 từ dữ liệu của ký tự. Còn lại 2 bit B4 và B5. Như vậy thì ký tự thứ nhất sẽ tương ứng với B4, B5 bằng 00. Ký tự tiếp theo là 01. Và như vậy thì tối đa chỉ chứa được có 4 ký tự mà thôi. Và cái vùng nhớ, khi muốn hiển thị, muốn sử dụng các vùng nhớ này để lưu mã, thì sau khi bạn tìm được mã của ký tự bạn mong muốn rồi thì bạn sẽ gửi các mã đó vào cái vùng nhớ này. Và bạn sẽ gửi ký tự byte cao trước, tức là từ D15 đến D8. Từ D15 đến D8 được gửi đi trước, và sau đó thì chúng ta sẽ gửi các cái byte thấp, tức là từ D7 đến D0. Và chú ý là trong quá trình bạn tự tạo ra mã thì cái hàng cuối cùng bạn không được tạo vì nó dùng để o với con trỏ nhấp nháy. Chính vì thế cái hàng cuối cùng bạn phải cho nó bằng 0 hết. Để khi nó o với 1 thì con trỏ hiển thị, rồi sau đó nó o với xóa hết để tắt con trỏ, nhấp nháy con trỏ. Mã ký tự cho 4 cái ký tự tự tạo này. Tức là trên vùng nhớ này bạn tạo được là 4 ký tự tự tạo. Thì mỗi một ký tự như vậy có một cái mã. Và như đã trình bày hồi nãy là từ 0000 đến 0006. Và như vậy thì ký tự này sẽ có mã là 0000. Ký tự tiếp theo sẽ có mã là 0002. Và bạn thấy cái địa chỉ B1, B2 nó thay đổi 0001. Tương tự cho hai ký tự còn lại. Và bây giờ chúng ta sẽ nhìn thấy đây là vùng nhớ của HCGROM. Vùng nhớ này chứa các ký tự có kích thước giảm đi một nửa là 8 x 16. Nó giống như bản mã ASCII trong GLCD.
Và khi mà bạn muốn hiển thị một cái ký tự thì tùy theo cái phông bạn chọn, nếu là phông 8 x 16 thì bạn thấy một ô nhớ bây giờ sẽ hiển thị được tới hai ký tự, ví dụ chữ S, chữ Y, tương ứng với ô nhớ có địa chỉ là 80. Và bạn gửi bytecount đi trước, bytethub đi sau. Bytecount tương ứng với ký tự chữ S, bytethub tương ứng với ký tự chữ Y trong trường hợp này. Còn nếu mà bạn chọn cái phông chữ 16 x 16 thì khi đó hai cái ô nhớ này chứa có một ký tự và ký tự này có kích thước 16 x 16. Và ở đây có trình bày hai trường hợp xảy ra. Ví dụ như bạn ghi muốn hiển thị một ký tự lớn nhưng mà bạn lại ghi xen kẽ hai byte đó vào một cái nằm ở byte thấp, một cái nằm ở byte cao của ô nhớ tiếp theo. Điều này là không hợp lệ và chúng ta phải chú ý và tránh cái trường hợp này. Và cái phần này cũng nêu ví dụ giống như vừa rồi. Rồi, như vậy thì chúng ta đã nói xong các cái vùng nhớ CGROM, CGRAM, DDRAM. Bây giờ chúng ta sẽ đến một cái vùng nhớ quan trọng mà chủ chốt trong cái LCD, chính là vùng nhớ hiển thị hình ảnh, vùng nhớ GDRAM, Graphic Display RAM. Rồi thì cái vùng nhớ này hiển thị hình ảnh ánh xạ có kích thước là 64 x 26, 64 là theo trục dọc màu đỏ, và chúng ta thấy có 64 pixel từ 0 cho đến 63, và theo trục ngang thì hiển thị là 16 cái khối, và mỗi một khối như vậy 16 bit. Như vậy thì tính theo pixel là 16 x 16 là 256 pixel. Và mỗi một cái khối như vậy là 16 bit thì chúng ta thấy là bit thứ 0 đến bit thứ 15. Trong quá trình tính theo khối, theo trục ngang thì khối 01 cho đến khối 15 từ tay trái sang tay phải. Nhưng mà mỗi một cái khối như vậy là một quật 16 bit thì tính bit 0 từ bên phải và tăng dần đến bit cao nhất bên tay trái. Khi bạn dùng cái vùng nhớ này để mà hiển thị hình ảnh, tức là bạn phải gửi dữ liệu vào cái vùng nhớ này để hiển thị hình ảnh, thì bạn phải thiết lập địa chỉ trước khi tiến hành gửi dữ liệu. Và địa chỉ đầu tiên bạn phải thiết lập đó là địa chỉ theo cái trục Y, còn gọi là trục dọc. Rồi sau đó thì bạn sẽ thiết lập địa chỉ theo trục ngang, tức là trục X. Và phải thiết lập hai cái địa chỉ này trước khi tiến hành gửi dữ liệu. Muốn hiển thị hình ảnh thì phải gửi dữ liệu ra cái vùng nhớ GDRAM, tức là sau khi thiết lập địa chỉ rồi thì bạn sẽ tiến hành gửi dữ liệu ra. Và dữ liệu thì bạn sẽ gửi byte count đi trước, là từ D8 đến D15 gửi đi trước, rồi sau đó bạn sẽ gửi 8 bit thấp tiếp theo là D7 đến D0. Và sau khi bạn gửi thì nó sẽ lưu cái từ dữ liệu đầu tiên. Giả sử hồi nãy mình khởi tạo tại địa chỉ 00 theo trục XY00 thì cái từ đầu tiên bạn gửi ra nó sẽ nằm ở đây. Và con trỏ địa chỉ nó sẽ tự động tăng lên 1 để mà bạn nó sẽ sẵn sàng nhận cái từ dữ liệu tiếp theo. Rồi, thì khi mình dùng hình ảnh thì bạn phải quan tâm đến cái giới hạn của cái kích thước màn hình. Thì địa chỉ theo trục dọc là từ 0 đến 63 pixel. Địa chỉ theo trục ngang là 256 pixel. Rồi thì để dễ hình dung thì cái sơ đồ khối hồi nãy, sơ đồ bit điểm ảnh, bộ nhớ điểm ảnh hồi nãy thì tôi vẽ lại theo dạng khối. Thì như vậy chúng ta thấy nó có 16 khối, từ khối 0 đến khối thứ 15. Và mỗi một khối như vậy là bên trong chứa từ dữ liệu 16 bit. Theo trục dọc cũng vậy, 10, 0 tức là 10, 0 đến 15. Và 64, từ 0 đến 63 là 64 chia làm 4, mỗi một ô như vậy là 16 x 16. Theo cột thì chúng ta, tức là theo trục dọc là theo cột hay theo trục Y nói chung thì chúng ta vẫn tính theo pixel. Và theo hàng thì chúng ta chia cũng tính theo pixel, và chúng ta chia ra làm nhiều khối, 16 khối. Thì số lượng pixel mà IC ST7920 này có thể điều khiển được hiển thị đó là với kích thước là 64 x 256. Còn cái GLCD gắn trên màn hình thì lại có kích thước chỉ là 64 x 128. Như vậy thì kích thước hiển thị được giảm đi một nửa so với cái vùng nhớ có thể chứa được dữ liệu. Như vậy thì sao?
Nhưng mà thì người ta đã cắt bỏ đi một nửa, và người ta đã cắt đi bỏ đi một nửa nào, thì người ta đã cắt bỏ đi một nửa ở bên dưới. Và như vậy thì kích thước của cái GLCD gắn trên cái thí nghiệm của chúng ta đó là có kích thước 64 nhân 128, thực tế nó là 32 nhân 256. Rồi thì chúng ta nhìn thấy kích thước 32 nhân 256, khi chế tạo thì người ta lại dời một nửa bên tay phải, người ta đặt xuống ở vị trí bên tay bên dưới. Như vậy thì khi đó bạn sẽ nhìn thấy kích thước ở ngoài quan sát thì đó là kích thước theo là 64 nhân 128, nhưng bố trí theo bộ nhớ lại là 32 nhân 256. Như vậy đây là kích thước quan sát. Như vậy kích thước quan sát thì ta quan sát theo kích thước 64 nhân 128, và khi đó y theo sự quan sát thì y nằm trong giới hạn từ 0 đến 63, và x thì nằm trong giới hạn từ 0 đến 127. Và ví dụ chúng ta hiển thị một cái đường thẳng màu đỏ chạy từ điểm có tọa độ 0,0 đến điểm có tọa độ là 63 nhân 127, đó là hai một cái đường thẳng. Rồi thì cái đường thẳng ta vẽ như vậy thì theo cái tọa độ quan sát là từ 0,0 y sẽ chạy dần từ 0 đến 63, x chạy từ 0 đến 127 và cái tạo ra cái đường thẳng này. Nhưng khi lập trình thì chúng ta lại không có liên tục như vậy. Khi lập trình chúng ta phải lập trình theo cái bố trí là 32 nhân 256. Như vậy thì chúng ta phải chia ra cái này ra làm hai phần. Phần thứ nhất ở trên là từ đây sang đây. Phần thứ hai bên dưới này ta đắp qua bên đây giống như kích thước hồi nãy đã trình bày. Như vậy thì khi lập trình thì chúng ta phải theo kích thước 32 nhân 256. Nhưng khi quan sát thì chúng ta lại theo 64 nhân 128. Như vậy thì chúng ta phải tiến hành chuyển đổi. Như vậy thì để vẽ cái đường thẳng này thì chúng theo cái kích thước mà quy định của bộ nhớ thì chúng ta phải kiểm tra y. Nếu y ban đầu theo đường thẳng thì y chạy từ 0 đến 31. Thì khi đó ta vẽ bình thường thì nó sẽ nằm ở vị trí này cho đến khi y bắt đầu lớn hơn 31, là y từ 32, thì khi đó chúng ta phải dời cái tọa độ đi. Như vậy thì chúng ta cho y về không lại, y về không lại, và khi đó x chúng ta phải tăng lên 128 để nó nằm ở cái phần thứ hai. Và khi đó thì chúng ta lại tiếp tục vẽ, và khi đó thì chúng ta sẽ được cái phần còn lại, và ráp hai cái phần còn lại chúng ta quan sát được chính là cái đường thẳng này. Rồi thì trong quá trình lập trình thì các cái tính toán theo trục ngang là tính toán theo theo trục dọc á, thì chúng ta tính toán theo pixel, còn tính toán theo trục ngang thì chúng ta vẫn tính toán theo pixel, nhưng sau đó chúng ta phải quy đổi về dạng khối, vì địa chỉ để quản lý theo trục ngang là quản lý theo khối. Rồi tại sao ta quan tâm đến khối? Vì trong lệnh khởi tạo địa chỉ cho trục ngang có 4 bit địa chỉ, cho nên các tọa độ pixel tính theo kích thước là 32 nhân 256 thì chúng ta phải chuyển cái giá trị theo cái trục ngang 256 về địa chỉ theo khối. Và chúng ta thực hiện bằng cách nào? Như vậy thì để từ địa chỉ theo trục x tính theo pixel chúng ta phải chia cho 16 để chúng ta xác định nó nằm ở cái khối nào, và ta sẽ có địa chỉ tương ứng. Và sau đó chúng ta phải, sau khi chia thì chúng ta sẽ có số dư, hoặc là số dư bằng 0, thì chúng ta tiếp tục tính vị trí của cái bit trong cái từ dữ liệu của cái khối đó. Và cái phần lập trình phía sau chúng ta sẽ được quan sát chi tiết. Như vậy thì đến đây cái phần cấu trúc của GLCD, phần các bộ nhớ hiển thị các ký tự và bộ nhớ của hiển thị hình ảnh đã được trình bày đầy đủ. Các bạn xem có gì thắc mắc thì chúng ta trao đổi. Nếu không thì chúng ta sẽ sang cái phần thứ hai, là chúng ta sẽ hiển thị các ký tự cũng như hiển thị hình ảnh. Và bây giờ chúng ta tạm thời dừng lại tại đây.